rock ballad on the track, boy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mega Technology và mình là Thi Thi đây. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc laptop với vẻ ngoài thanh lịch và thời thượng, đi cùng với đó là hiệu năng không phải là vừa đến từ nhà Acer. Đó chính là chiếc laptop Acer Vivobook Pro 15. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đánh giá chi tiết nhé. Đầu tiên là về bề ngoài. Chiếc laptop này được thiết kế với tông màu bạc tối giản, vỏ được hoàn thiện bằng chất liệu kim loại trông khá là sang trọng và thời thượng. Điểm mà thu hút mình khi mà mới nhìn vào chiếc laptop này đó chính là cái phần logo được làm 3D trông rất là tinh tế. Đây là một cái điểm nổi bật giúp tạo nên một chiếc laptop xịn sò như thế này. Ngoài ra thì em laptop này còn được thiết kế khá là mỏng nhẹ với trọng lượng chỉ 1,65kg và độ dài chưa đến 20mm. Các bạn có thể dễ dàng mang theo làm việc ở bất cứ nơi đâu mà không sợ nặng hay là gồng kềnh. Về màn hình thì phải nói là màn của em này quá là đẹp luôn các bạn ạ. Nó sở hữu màn hình OLED cao cấp với kích thước 15,6 inch, cùng với đó là độ phân giải Full HD và 100% DCI B3 mang đến cho các bạn hình ảnh sống động và chân thực đến từng chi tiết, cùng với đó là màu sắc rực rỡ và độ chính xác cao. Với công nghệ màn hình OLED có độ sáng 600 nits, các bạn có thể thoải mái làm việc ngoài trời mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của hình ảnh. Ngoài ra thì máy còn đạt chuẩn Bentone, là hệ thống màu tiêu chuẩn phổ biến và được áp dụng cho các ngành thời trang, in ấn. Với những thông số về hình ảnh trên thì chiếc laptop này thực sự phù hợp với những bạn học hay là làm việc về mảng thiết kế đồ họa, hay là những bạn làm các công việc về sáng tạo nội dung cần hình ảnh và màu sắc chuẩn xác. Các bạn cũng chẳng cần phải lo lắng về vấn đề mỏi mắt hay là căng thẳng mắt khi mà ngồi trước màn hình quá lâu, vì màn hình laptop của Vivobook Pro đạt chứng chỉ TOV giúp giảm tới 70% ánh sáng xanh có hại. Thêm một điểm cộng cho màn hình của em laptop này đó chính là thời gian phản hồi chỉ 0,2 mili giây và hầu như không có độ trễ hiển thị. Với chiếc laptop này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn và bảo vệ tính riêng tư của mình, vì trên quốc cam có công tắc khóa camera, điều này sẽ giúp cho các bạn bảo mật thông tin tốt. Một ưu điểm khác của chiếc laptop này đó là nó bắt kịp với nhu cầu sử dụng và xu hướng hiện nay. Nếu tính chất công việc của bạn phải hội họp này hay là làm việc từ xa, học tập online thì chất lượng thu âm cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Hiểu được điều đó, Acer đã trang bị công nghệ Acer AI. Với công nghệ này thì những tạp âm sẽ bị loại bỏ, cuộc hội thoại sẽ có chất lượng thu âm tốt hơn nhờ thuật toán cô lập âm thanh. Về bàn phím thì chiếc laptop này sở hữu bàn phím với layout full size, cực kỳ thuận tiện cho các bạn làm các công việc thường xuyên nhập liệu. Trải nghiệm gõ thì mình thấy rất là êm và không hề có tình trạng bị flex trên cái bề mặt bàn phím này. Ngoài ra thì nó còn được trang bị đèn LED nền, hỗ trợ tốt cho các bạn làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng. Dãy phím trên cùng nó tích hợp các phím chức năng, giúp các bạn thao tác nhanh chóng và thuận tiện. Touchpad thì phải nói là có kích thước rất lớn với chức năng cảm ứng đa điểm, chạm vuốt cũng rất là mượt. Và nếu các bạn là một người sở hữu bộ não quá vàng thì không cần phải lo lắng về vấn đề đăng nhập vào máy tính mà quên mật khẩu nữa, vì chiếc laptop này được trang bị cảm biến vân tay một chạm nằm ngay trên nút nguồn. Các bạn chỉ cần chạm nhẹ vào để mở máy dễ dàng và nhanh chóng mà không cần phải nhập mật khẩu. Laptop sẽ được bảo mật an toàn một cách tuyệt đối. Tiếp theo để xem khả năng kết nối của em này như thế nào nha. Chiếc laptop này được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối phổ biến hiện nay. Bên phải sẽ có các cổng lần lượt là cổng nguồn, một cổng USB A, cổng HDMI, cổng USB-C, khe thẻ nhớ và jack tai nghe 3.5. Bên trái sẽ có hai cổng USB A. Với những cổng kết nối toàn diện như thế này thì các bạn có thể yên tâm khi muốn kết nối với các thiết bị ngoại vi hoặc là màn hình rời, máy chiếu để phục vụ công việc của bạn được hiệu quả hơn. Ngoài ra, thời lượng pin của chiếc laptop này cũng được xem là khá ổn. Với dung lượng pin là 63Wh, các bạn có thể sử dụng liên tục trong vòng 6 giờ đồng hồ với các tác vụ văn phòng cơ bản hàng ngày. Tuy là vẻ ngoài có hơi mỏng manh, nhưng mà chiếc laptop Acer Vivobook Pro 15 này lại sở hữu hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ. Nó sở hữu con chip AMD Ryzen 5 5600H, bộ nhớ RAM 16GB, ổ cứng SSD 512GB và card đồ họa rời Nvidia RTX 3050. Với hiệu năng này thì các bạn có thể thoải mái thao tác các tác vụ về thiết kế đồ họa hay là chỉnh sửa video với các phần mềm như là Photoshop, Lightroom, Premiere. Trải nghiệm sử dụng Photoshop và Premiere trên chiếc laptop này khá là mượt mà, cả khi đối với những tác vụ nặng như là chèn nhiều hiệu ứng này, nhiều layer, không có tình trạng lắc giật, render cũng khá là ổn. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc Acer Vivobook chơi game sẽ như thế nào. Mình đã có test chơi game FIFA Online với em máy này. Với mức setting cao thì rơi vào khoảng 60fps. Nhiệt độ CPU là từ 32 đến 43 độ C, nhiệt độ GPU là từ 50 đến 51 độ C. Các bạn có thể chiến các tựa game nhẹ này vô tư. Chiếc laptop này còn được trang bị hệ thống quạt tản nhiệt kép và tính năng tản nhiệt nâng cao cực kỳ hiệu quả.
MyCord sở hữu công nghệ Acer ICQ Plus có 3 chế độ quạt cho các bạn lựa chọn thông qua ứng dụng MyAcer. Công nghệ này sẽ giúp khả năng tản nhiệt của máy được tối đa hóa, mang lại hiệu suất tốt nhất cho các bạn. Về âm thanh thì chiếc laptop này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu giải trí của bạn như là nghe nhạc, xem phim, bởi em nó sở hữu hệ thống âm thanh Harman Kardon, nghe là biết xịn sò rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng thư giãn một chút và trải nghiệm chất lượng âm thanh của em nó nhé. Như vậy trong video ngày hôm nay mình đã cùng các bạn trải nghiệm và đánh giá chiếc laptop Acer VivoBook Pro 15 OLED với mức giá chỉ từ 25 triệu mà em nó có ngoại hình vô cùng mỏng nhẹ, cấu hình mạnh mẽ và sở hữu màn OLED cực kỳ đẹp. Thì mình nghĩ số tiền các bạn bỏ ra sẽ không hề lãng phí đâu. Nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn làm các công việc về sáng tạo nội dung này, hay là thiết kế đồ họa, hay là những doanh nhân yêu cầu một chiếc laptop có màn đẹp. Chiếc laptop này nó sẽ đáp ứng hoàn toàn tốt cho các bạn trong cả công việc lẫn giải trí. Về chi tiết sản phẩm mình có để ở đường link bên dưới phần mô tả, hoặc là các bạn có thể đến ngay Mega Technology để trải nghiệm thực tế với em nó. Đừng quên khi mua laptop tại Mega các bạn sẽ nhận được voucher 2 triệu để thay thế màn hình nếu xảy ra tình trạng bị vỡ trong năm đầu tiên. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của tụi mình nhé. Tạm biệt!